Khi đến Olympia thì em có được sự ủng hộ 100% đến từ bố mẹ của em, và con lớn nhất là đến từ bà ngoại của em, người rất là hâm mộ chương trình, và các thầy cô trong trường thì luôn ủng hộ em về kiến thức cũng như thời gian cho việc ôn tập. Các bạn bè trong lớp thì không quản ngại khó khăn đã đến cổ vũ cho em trong cả 3 cuộc thi. Em cảm thấy rất may mắn vì là một học sinh của trường Trung học phổ thông Bạch Đằng, là một môi trường giáo dục lý tưởng đã nuôi dưỡng giấc mơ của em để đạt được vòng nguyệt quế trong cuộc thi quý và mang được cầu truyền hình về cho nhà trường. Học tập là đam mê của Nguyễn Hoàng Khánh. Ngay từ nhỏ, em đã hứng thú tìm hiểu kiến thức mọi lúc mọi nơi và luôn nỗ lực tự học, rèn luyện. Khánh thì từ nhỏ đã rất thích đọc sách rồi. Và đi đâu thì cũng chỉ muốn là bố mẹ hoặc người thân tặng quà cho là sách. Cháu thích sưu tầm sách và đọc sách. Trong suốt 11 năm học phổ thông, em luôn là học sinh giỏi toàn diện và đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp thị xã, cấp tỉnh. Khi mà phát hiện được cái năng khiếu của em thì nhà trường có động viên và khuyến khích em tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Thế thì trước những cái buổi thi thì nhà trường có tổ chức cái buổi ôn tập cho em Nguyễn Hoàng Khánh để giúp em củng cố cái kiến thức đã học. Sau chiến thắng tại vòng thi tuần Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 với kỷ lục trả lời đúng 17 câu hỏi ở phần thi khởi động trong 60 giây, Nguyễn Hoàng Khánh tiếp tục thể hiện xuất sắc ở các vòng thi tháng và đặc biệt là vòng thi quý với tổng điểm 375, mang cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 về với Quảng Ninh. Lớp em rất là đoàn kết nên là rất là vui và phấn khích khi mà bạn ấy giành được tấm vé vào chung kết năm của Đường lên đỉnh Olympia. Ngoài việc giáo dục toàn diện thì việc xác định cho các em học sinh phát huy được những năng lực của mình và đặc biệt là các em tìm được những mục tiêu phấn đấu tự tin để có thể đi tiếp với những mục tiêu của mình là điều rất là quan trọng. Và chúng tôi bắt đầu từ việc là những em học sinh có những năng lực chuyên biệt, ví dụ như em Nguyễn Hoàng Khánh và những em học sinh khác, chúng tôi đều hỗ trợ tối đa để các em có thể thực hiện được những đam mê của mình. Đây là lần thứ 3 tỉnh Quảng Ninh có học sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, sân chơi trí tuệ dành cho học sinh trung học phổ thông cả nước.